Nơ không có được đẹp nhưng mà thôi kệ. Thành quả của sen á, ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ, gai nó đâm tay sen đổ máu luôn á. Chào cả nhà. Sen đi chợ mua bông về để làm một bó bông tặng cho bà ngoại hôm Sen giúp việc nhà đó cả nhà. Bả 83 tuổi rồi. Sen đi vô chợ mua những cái bông này thì giá bông nó không có mắc lắm. Sen làm một chậu bông 83 bông để tặng cho bà, để cho bà vui đó cả nhà. Nên những cái bó bông xinh xinh đây nè, Sen tự tay làm luôn đó cả nhà nha. Đây là Sen mua cái mút với lại cái xô này nè, Sen bọc nó lại. Đây là thành quả Sen ngồi 1 tiếng hơn đồng hồ, Sen cắm 83 bông hồng để tặng cho bà cụ hôm Sen giúp việc nhà đó cả nhà. Bữa nay là ngày sinh nhật của bà là 83 tuổi. Bà không có 10 sen nhưng mà Sen biết cái tuổi của bà thì Sen tự đi chợ Sen mua những cái bông hồng nhỏ nhỏ để Sen về. Sen cắm đúng 83 bông hồng để tặng cho bà. Sen nghĩ là bà rất là vui khi mà nhận được từ tay của Sen tự làm để tặng cho bà đó cả nhà ơi. Bây giờ Sen chuẩn bị đây, cả nhà thấy thích cho Sen một like nha. Sen luôn chúc cho cả nhà nhiều sức khỏe và đẹp như những đóa hoa hồng nha cả nhà. Bây giờ Sen chuẩn bị đi đến nhà của bà cụ đây. Sen đang trên tàu đi về nhà bà ấy cả nhà. Cái tàu này mình phải canh nó, nếu mà không canh nó chờ rất là lâu luôn á. Đang đi nãy giờ cũng hơn 1 tiếng rồi, hy vọng bông nó không có bị héo cả nhà ơi. Còn khoảng chừng 20 phút nó mới tới nhà bà. Sen tới nhà bà rồi cả nhà ơi, bông nó nở rụng hết trơn rồi nè, quá trời, quá trời đẹp luôn, xòe xòe nữa. Ủa giờ, dạ. Sen tới Sen tặng bông cho bà rất là vui đó cả nhà. Do Sen không có ghi hình bà, cả nhà cũng thông cảm nha, tại vì những người nước ngoài đó họ không thích mình ghi hình đó cả nhà. Bây giờ Sen đang ở trên tàu đi về lại. Sen đi về, Sen ghé bạn cùng quê Ô Môn của Sen đây. Đi thế giới ta bà, Sen mà đi, Sen đi cả ngày đó cả nhà. Đây, trên tàu không có người đâu, có Sen với hai ba người ở phía dưới thôi. Thường là cuối tuần đó, người ta đi nhiều quá cả nhà. Sen cũng cảm thấy rất là vui khi làm những cái bó bông để đem tới tận tay để tặng cho bà cả nhà. Đi qua bà già về xong rồi sẵn là đi luôn nguyên cả ngày đó cả nhà. Đây là món hủ tiếu Ninh Giang đây. Cái này gì đây? Thịt kho tàu. Emily nó hỏi Sen đi tới đâu rồi xách cái cây gậy tới đó. Sen chỉ có công cụ này thôi cả nhà ơi. Cho ăn món gì có nước đá vậy? Quậy nước chanh. Sen ăn xong rồi Sen phụ vật lộn nhà cho bạn đó cả nhà. Nhà nào mà bề bộn cứ nói Sen, Sen qua hết luôn cả nhà ơi. Nãy tới giờ đây nè cả nhà. Mời cả nhà ăn hủ tiếu ké. Cô bà nhỏ xíu bà cho tô mình chà bá luôn. Ăn xong rồi tối nay Sen ngủ ở đây luôn cả nhà ơi. Ăn nhiều quá đi không nổi.
Rồi bà lem nha. Không chưa? Đi qua Cái đây này á, được ăn xong rồi được chế ăn biến rượu của Tây Ban Nha. đó, anh tự giới thiệu luôn. Một lát nữa nhậu xong rồi hát hò nè. Cái rượu của Tây Ban Nha nó có phải có trái cây ở trong Đúng rồi, nó nó mới pha ngon. nhiều trái cây rồi hả, mấy loại rượu pha chung nó giống như là mix lại á. Cái này mình cắt ra xong rồi để mình ăn luôn được á. Đúng rồi, vừa uống mình lấy ra mình ăn được luôn á, dân chuyên nghiệp này đó. Tủ của bạn Ô Môn nó về Việt Nam qua này cả nhà, đó đó cho sang cho nhìn thấy nè đó. Còn là đồ ăn không à. Emily là cô gái gì đó, cô gái miền Tây hát có hay không? Bữa nay Emily ở nhà mặc áo bà ba nó đây nè, hát coi, hát hát cô gái miền Tây phải biết hát, hát bài nào cũng được, hát ít ít thôi, hát đi. Em đi chuẩn bị hát karaoke. Đó cả nhà ơi, sen nhậu nè đó, không say không về nè. Vô cả nhà ơi, sen đi ăn chơi bây giờ, tới giờ ăn tối đây. Đây là món hủ qua xào trứng mực xào với lại măng tây, đây là rau xà lách, cái này là gà. Không, schnitzel thịt heo. À, cái này thịt heo chứ không phải thịt gà ở nhà ơi, sang không có biết nên là nói sai. Rồi bây giờ sang đi ăn ké nhà bạn đây, ăn chơi sa đọ xong rồi về nhà anh hai sang nó mở cửa nó tống cổ sang đi luôn. Bây giờ sang ăn tối đây, một lát nữa sang sẽ hát karaoke. Hát xong rồi ở đây không về được thì chơi hết mình ở đây luôn. Cô gái gì đây? Cô gái Ô Môn. À, cô gái miền Tây. Cô gái miền Tây hát rất là hay đó cả nhà nghe.